Thời gian vừa qua, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức phát động tháng công nhân với nhiều chương trình ý nghĩa, ấm áp tình người. Đặc biệt là công tác chăm lo đoàn viên, người lao động được quan tâm chú trọng ở tất cả các cấp công đoàn. Lễ phát động hưởng ứng tháng công nhân năm 2022 của Liên đoàn Lao động huyện Mường Khương. Tại buổi lễ, hai gia đình đã được hỗ trợ kinh phí sửa nhà, mái ấm công đoàn. 20 xuất quà trao tặng cho công nhân, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, có hoàn cảnh khó khăn. Ba em học sinh vượt khó vươn lên trong học tập ở xã Đồng Vai cũng đã được nhận hỗ trợ từ nguồn quỹ học bổng ước mơ của em do Liên đoàn Lao động huyện kết nối. Thông qua những hoạt động này đã có phần động viên đoàn viên, người lao động khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Cái hoạt động này là rất là có ý nghĩa và động viên tinh thần rất lớn cho công nhân của chúng tôi có những cái động lực để vươn lên và cũng như là quan tâm đến đời sống của gia đình riêng của chúng tôi. Qua hoạt động của tháng an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân thì đã trao quà cho các cái gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động để góp phần ổn định cuộc sống và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân lao động. Tháng công nhân năm nay có chủ đề Công nhân Lào Cai tiên phong sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng, được tổ chức lồng gắn với tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Các hoạt động của tháng công nhân tập trung hướng đến việc chia sẻ, kịp thời động viên, hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Trọng tâm là hướng về công nhân viên chức người lao động, làm sao để nâng cao cả đời sống tinh thần, đời sống vật chất cho người lao động và thích ứng an toàn với trong cái điều kiện dịch bệnh COVID hiện nay. Thế thì chúng tôi đã tập trung tuyên truyền về ý nghĩa của tháng công nhân. Năm nay cũng là năm thứ 10 tháng công nhân được tổ chức ở tại các địa phương. Và các cái hoạt động để quan tâm, tôn vinh người lao động thì được các cấp công đoàn triển khai thực hiện. Tháng công nhân ở Lào Cai vẫn đang tiếp tục được các cấp công đoàn thực hiện với hoạt động cụ thể như hỗ trợ làm mới, sửa chữa nhà mái ấm công đoàn cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức đoàn thăm và trao quà cho 9 tập thể, 20 đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, đoàn viên bị tai nạn lao động, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Tặng quà cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với hy vọng sẽ tiếp thêm động lực để người lao động hăng say sản xuất, góp phần phục hồi kinh tế sau đại dịch.